Chào bác nha, hôm nay mới đem về đựng con 3408 nha các bác. Dòng Kubota đời mới, máy nhỏ gọn nha. Dòng máy Kubota nhỏ gọn. Này. Máy rất đẹp luôn nha các bác. Kubota 3408 nha các bác. Dòng máy nhỏ gọn của Kubota 3408 này là hai cầu chưa được lái nha các bác. Máy rất đẹp luôn nha. Này ra sao đùi nó cho các bác coi nha. Này. Máy rất đẹp luôn. Kubota 3408 nha các bác. Dòng máy nhỏ gọn của Kubota. Có trợ lực lái hai cầu nha các bác. Này, vỏ trước. Vỏ sau. Này ghế ngồi nha các bác. Này nắp capo của nó này. Đi dầm con máy cho các bác coi nha. Máy rất đẹp luôn nha các bác. 3408. Để bật nắp capo lên cho các bác coi nha. Này mở nắp capo lên cho các bác coi nha. Này. Máy quá đẹp luôn các bác ơi. Rồi, để xuống đây rồi test máy cho các bác coi. Chạy quá đã luôn các bác ơi. Kubota L3408 nha các bác. Đi ra kìa. Quá dữ. Hắn lốp bánh luôn nha các bác. Rồi. Rồi. Thử hắn ơi. Số 1 thử hắn. Này. Bên đây. Quá dữ. Lên ga ơi. Rồi bên. Lên bên. Rồi ok. Chú xới. Rồi ok. Các bác nào có cần dòng của Kubota 3408 này hãy liên hệ xuống dưới nha. Máy chạy quá nhanh.